Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn một cái chương trình giả lập để giúp các bạn chơi được cái dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile một cách nhẹ nhàng và mượt mà. Và đặc biệt mình sẽ chỉ cho các bạn một cái tuyệt chiêu để giúp các bạn có thể cài được nhiều ạc nhất mà chúng ta không cần dùng đến auto nha. Đó chính là cái chương trình giả lập LDPlayer. Thì để tải được cái chương trình giả lập này chúng ta sẽ vào cái trang web đó là VN.ldplayer.net nha các bạn. Rồi các bạn vào đây chúng ta sẽ thấy cái giao diện nó sẽ có hình dáng như thế này đây, rất là nhiều mục và chúng ta quan tâm đến cái phần tải về ở đây. Ở đây cái nút màu vàng ở đây là phiên bản 7.1 Android. Còn ở dưới này chúng ta muốn tải Android 5.1 hoặc là Android 64 bit cũng được. Thì với bạn nào mà chơi nhiều giả lập á, chúng ta chạy từ 4 năm giả lập trở lên á, thì các bạn hãy tải cho mình cái Android 5.1 nha. Còn ở đây mình làm hướng dẫn demo cho các bạn, do đó mình sẽ sử dụng cái Android 7.1. Đó, bây giờ mình sẽ kích vào đây để tải cái chương trình giả lập này về. Đó, sau khi tải về xong nó sẽ nằm trong cái phần download nè các bạn ơi. Lúc nãy mình đã tải một cái rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái này lên nha. Kích đúp vào nó, mở nó lên. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt nó. Thì chúng ta sẽ cài đặt cái chương trình giả lập này vào trong máy tính và mình khuyến khích các bạn chúng ta nên cài vào ổ đĩa D nha. Đó, ở đây hệ thống nó tự động gán cho chúng ta một cái đường dẫn về ổ đĩa D ở đây. Đó là ổ D, xuyệt LDPlayer, xuyệt thêm LDPlayer 4.0. Rồi ok, mình sẽ bấm vào cài đặt ngay ở đây. Rồi đợi một chút xíu nó sẽ cài xong nha các bạn. Rồi mình đã cài đặt xong rồi. Cái tốc độ cài tùy thuộc vào cái máy tính các bạn nha. Chỉ tầm khoảng 2 đến 3 phút rồi chúng ta xong. Bây giờ mình sẽ tạm thời đóng nó lại. Mình sẽ ra cái màn hình desktop. Ở ngoài đây chúng ta sẽ thấy được hai cái biểu tượng của LDPlayer. Một cái là LD Multi, một cái là LDPlayer 4. Thì các bạn mở cái LD Multi này lên nó chưa có cái gì đâu, vì chúng ta chưa khởi chạy. Bây giờ mình sẽ tắt nó đi, mình sẽ chạy cái LDPlayer 4 này. Các bạn mở nó lên nha. Rồi ở lần đầu tiên khi chúng ta khởi động thì nó sẽ chạy hơi lâu một chút xíu. Mình sẽ hướng dẫn các bạn setup cấu hình cho cái LDPlayer này. Rồi đây là cái giao diện mà mình đã vừa chạy lên xong. Mình vừa khởi chạy nó. Đây là mình sẽ đóng lại nha. Bây giờ chúng ta sẽ xem trên cái giao diện này nó sẽ có những cái phần cài đặt. Bây giờ mình sẽ vào cái phần setting trước. Ở đây setting á, thì đối với những bạn nào mà chơi một cái tài khoản game, một tài khoản game hoặc hay nói cách khác là một cái cửa sổ giả lập, thì các bạn nên để setting có thể là 1600 x 900, dB là khoảng 240 thôi nha các bạn. Còn bạn nào mà muốn cửa sổ nhỏ hơn các bạn có thể set về 1280 x 720. Chắc là mình sẽ set về cái khung này. Về cái CPU á, thì chúng ta sẽ set về 1 CPU thôi nha các bạn ơi. Bất kỳ máy các bạn mạnh cỡ nào cũng vậy, chúng ta để 1 CPU là máy đã chạy rất thoải mái rồi. Và với game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile các bạn để cái lượng RAM là 2GB, có nghĩa là 2048 MB, là chúng ta đã chạy rất ổn định. Cái này là mình đang setting cho một cái chương trình cửa sổ LDPlayer để chạy cho cái nhân vật chính của các bạn nha. Một tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách setting để chúng ta chạy những cái ạc clone, những cái ạc phụ và một cái tuyệt chiêu mình sẽ hướng dẫn các bạn điều khiển tất cả các cửa sổ này. Rồi đây là phần mod thôi, không có gì cả. Đây là phần cài đặt game. Cái FPS này các bạn không thể giảm xuống được nữa, nhưng mình sẽ có một cái cách để giúp các bạn giảm cái FPS này xuống nếu các bạn muốn giảm cấu hình. Ở đây là nó sẽ hỗ trợ đồ họa cao nè. Các bạn muốn đồ họa cao các bạn bật, các bạn không muốn đồ họa cao để chạy nhiều ạc các bạn tắt nó đi. Rồi những phần này cũng không có gì cả. Âm thanh á, thì các bạn cấu hình âm thanh ở đây, ví dụ như là, nói chung các bạn để mặc định là đã ok rồi nha. Rồi mạng phím tắt, hình nền thì chúng ta muốn đổi hình nền cũng được. Các bạn muốn để hình đen thùi cũng được. Thôi mình đổi hình nền cho nó lạ tí đi ha. Rồi ok, sau đó mình bấm lưu lại. Sau khi các bạn bấm lưu thì nó bắt buộc các bạn phải khởi chạy trở lại. Đó, mình bấm chạy lại nha. Rồi bây giờ mình đã khởi chạy trở lên xong rồi. Các bạn thấy bây giờ chúng ta mở cái phần multi này lên, nó sẽ bắt đầu có một cái cửa sổ ở đây. Là cái cửa sổ mình vừa đang chạy đây các bạn ơi. Lúc nãy chúng ta không có đúng không? Bây giờ mình sẽ tải game về. Rồi chúng ta sẽ vào game trước. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để copy những cái LDPlayer này ra những cái cửa sổ khác để các bạn chạy thêm nhiều ạc. Và hướng dẫn các bạn cách để chúng ta điều khiển được nhiều cửa sổ nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu, mình sẽ tải game. Mình sẽ vào CH Play. Mình nhập tài khoản của mình vào. Rồi mình lưu ý với các bạn một điều rằng là ở cái lần đầu tiên các bạn khởi chạy chương trình này lên thì nó sẽ còn chạy cập nhật những một số cái ứng dụng bên trong. Do đó nó sẽ khá là nặng. Do đó các bạn khi mà chúng ta lần đầu tiên khởi chạy chương trình LDPlayer này, các bạn đợi khoảng 3 đến 5 phút rồi các bạn hãy bắt đầu thao tác tải game về nha. Lúc đó thì cái máy mình nó sẽ chạy mượt mà hơn. Bây giờ mình sẽ tải Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile nha các bạn. Ok, cài đặt game này thì chúng ta cài khá là nhẹ. Này các bạn thấy không, nó đang cài thêm một số thứ khác, ví dụ như là thư viện hỗ trợ cho cái CH Play khi mà các bạn đã đăng nhập được cái tài khoản thành công rồi. Bây giờ thì mình sẽ đợi trong giây lát để cho nó chạy cái game nha các bạn ơi. Mình đã cài đặt xong rồi, bây giờ mình sẽ đóng cái này lại, mình sẽ ra cái giao diện này, mình sẽ mở cái Võ Lâm Truyền Kỳ 1 lên. Thì cũng giống như những cái thứ khác thôi, lần đầu tiên các bạn mở lên thì nó sẽ chạy khá là lâu. Đó, cần phải xác nhận các cái quyền truy cập đồ các kiểu, ôi thôi tá lả âm binh anh em ơi. Các bạn thấy là mình đã vào game rồi, và khi chúng ta đăng nhập vào game thì cái phần mềm nó sẽ tự động nhận diện cái game chúng ta đang chơi và nó sẽ gán sẵn luôn cho chúng ta những cái phím để hỗ trợ các bạn BK ở đây. Nếu các bạn không thích thì chúng ta có thể thay đổi lại thứ tự của các phím này bằng cách kích vào cái phím này, rồi phím nào muốn thay đổi các bạn kích vào, chúng ta thay đổi số khác thôi, núm 1, núm 2, núm 3 đó, hoặc là dùng chuột click cũng được các bạn ạ. Đó, ở đây như thế này các bạn cũng có thể thay đổi các phím này ha, núm 1, núm 2, núm 3 tùy theo cái thuận tay của các bạn như thế nào mà chúng ta có thể gán những cái phím. Sau đó chúng ta bấm lưu lại, các bạn thấy mà nó hiển thị lên cũng rối mắt quá thì thôi các bạn bấm là hiển thị hiện thao tác gợi ý nè, bỏ dấu check này đi. Đó, thế là chúng ta đã ẩn nó đi được rồi. Đó, mà các bạn thấy là cực kỳ rồi, gọi là mượt mà cho cái game. Các bạn có thể thấy di chuyển không, rất là mượt ở đây. Rồi trên về cái phần cài đặt này á, thì các bạn sẽ quan tâm đến cho mình, thứ nhất là cái phần ghi lại cái hành động chuột hoặc là bàn phím. Cái này là dành cho những bạn nào cũng chúng ta muốn lặp lại những hành động nào đó cách thường xuyên. Ví dụ các bạn mở rương, số lượng rương nhiều quá, hoặc là các bạn cũng có thể click cái hành động này để các bạn đấu giá một cách nhanh chóng. Các bạn thấy có một số cái người mà họ mua cái đồ đấu giá rất lẹ, các bạn cũng có thể sử dụng cái phím, cái thao tác này. Cái này thì rất là đơn giản rồi. Các bạn bấm vào bắt đầu ghi, rồi các bạn làm cái gì đó thao tác trên cái màn hình này, rồi sau đó các bạn bấm stop. Thì lúc mà các bạn chạy trở lại á, đây là các bạn xem ha, các bạn xem cái file clip cấu hình ở đây. Các bạn có thể thiết lập cho nó thực thi làm lập một lần, hoặc là người dùng tự dừng đó, hoặc là vòng lập tới cái giờ phút giây nào đó nó sẽ tự dừng. Nhưng mà mình nghĩ là thường thường là người dùng tự dừng. Rồi thời gian lập là bao nhiêu giây đó, tốc độ lập các bạn có thể cho cái tốc độ lập nó càng nhanh cũng được hoặc là càng thấp cũng được. Mình cho nó khoảng một chấm thôi. Ok, bấm lưu lại. Bây giờ các bạn xem lúc nãy mình thao tác cái gì ở trên màn hình, mình nó thao tác lại hết trơn. Cái này thì chắc chắn ai sử dụng giả lập thì các bạn cũng đã biết về tính năng này rồi. Để các bạn thực hiện những cái thao tác mà nó sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ pause lại nha. Rồi, đó là cái thao tác để các bạn lặp lại cái thao tác trên cái chương trình giả lập này. Các bạn thấy là mình sử dụng rất là mượt mà. Bây giờ mình sẽ thử chuyển map cho các bạn xem. Đây, mình về Biển Kinh. Hiện tại mình đang ở bên server S3 các bạn ơi, một cái server khá là đông. Và các bạn biết đông người thì cái độ lắc game nó sẽ như thế nào đó. Nhưng mà các bạn thấy mình vẫn di chuyển rất là mượt, cực kỳ mượt. Các bạn có thể click trên bản đồ chúng ta di chuyển nè. Bình thường các bạn click lên là đi đụng tường, đụng đất các kiểu đúng không? Bây giờ vẫn di chuyển rất mượt mà. Rồi bây giờ mình nghĩ là đến một cái phần rất là hay ho cho chúng ta. Đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để giúp các bạn thao tác nhân đôi cái chương trình giả lập này ra và chúng ta điều khiển nhiều chương trình giả lập nhất có thể. Bây giờ để nhân đôi được chương trình giả lập này ra thì đầu tiên mình sẽ đóng cái giả lập này lại trước đã. Sau đó các bạn ở trên cái phần multi này nè ha, mình sẽ mở cái LD Multi này lên. Rồi, phần nhân đôi này á, các bạn có thể kích vào một cái dấu check ở đây. Đó, các bạn có thể đồng loạt, các bạn có thể tạo mới hàng loạt 5 cái. Nhưng mà tạo mới thì các bạn phải cài game lại từ đầu, do đó các bạn không nên sử dụng cái này. Các bạn hãy copy hàng loạt ra 5 cái nè. Đó, các bạn copy. Bây giờ mình không muốn copy 5 cái thì làm sao? Mình sẽ bấm vào nút khởi tạo ở đây. Trong phần khởi tạo này thì mình sẽ, một là các bạn tạo mới, hai là mình tạo bản sao. Thì mình sẽ chọn cái phương pháp đó là tạo bản sao cho cái LDPlayer này nha. Rồi bấm vào tạo bản sao thì nó sẽ đang copy ra thêm một cái LDPlayer khác và nó đã copy xong rồi. Bây giờ cái này á, nó sẽ nhận cái cấu hình của cái LDPlayer cũ với cái độ phân giải là 1080 và 720. Ý 1280, 720 thì nó sẽ to, mình sẽ muốn chỉnh cái độ phân giải nó lại một tí. Rồi ở đây mình sẽ, các bạn ở cái LD Layer 1 này nè các bạn ơi. Đó, cái này nha, mình sẽ kích vào cái bánh răng ở đây. Chúng ta sẽ chuyển qua phần tùy chỉnh và các bạn nhập cái độ phân giải là 640. Rồi 360. Các bạn nên giảm cái dB này xuống khoảng cỡ 120 nha, cỡ 120 hoặc 150. Nhưng mình đang làm demo, mình muốn cho các bạn xem nó rõ, mình sẽ để 240 luôn. Còn nếu mà các bạn chà cờ lon, các bạn nên để khoảng 150 hoặc 120. CPU vẫn là 1 core, RAM thì tùy theo máy các bạn có thể để 1536. Mình thì mình sẽ để 2048 luôn. Rồi những cái cấu hình này thì nó mặc định luôn, không có gì cả. Ok, sau đó mình sẽ lưu lại. Rồi lúc nãy mình có nói các bạn cái vụ FPS đúng không? FPS 60 thì nó sẽ làm nặng máy chúng ta có thể giảm được cái FPS này xuống nữa bằng cách các bạn vào cái mục đó là tối ưu multi. Có nghĩa là khi các bạn chỉnh cái này thì tất cả những cái multi nó sẽ được áp dụng theo. Mình sẽ giảm cái FPS xuống là 20 FPS. Tắt âm thanh thì sẽ giảm cho CPU. Cái này là để dành cho những bạn nào không muốn nghe được bất kỳ âm thanh nào ở trên cái chương trình giả lập chúng ta. Ví dụ người khác nói, mình nghĩ cái này thì cũng dành cho những bạn nào hay thường xuyên treo máy thôi, hãy tắt nha. Còn các bạn nào mà hay tám chuyện trên kênh ban thì chúng ta không cần tắt đâu. Rồi phần tối ưu bộ nhớ nè, nếu mà các bạn chạy nhiều ạc chúng ta có thể chọn chức năng là dùng bộ nhớ và card đồ họa ít ở đây cũng được. Rồi đây là chế độ ảo. Các bạn nên để chế độ tốc độ cao đi để cho game chúng ta nó mượt mà hơn. Đó là theo cá nhân của mình. Ok, mình chỉ cần cấu hình như cái này thôi. Rồi sau đó mình thoát nó ra, tự động nó lưu lại nha các bạn, thoát ra. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn một cái mẹo cực kỳ hay nha. Mình sẽ chạy hai cái LD Layer này lên trước. Bắt đầu chạy lên. Chạy một lúc luôn nha các bạn ơi, cho nó lẹ đi. Bây giờ thời gian là vàng rồi mà. Các bạn thấy không? Cái này là một cái cửa sổ với cái độ phân giải rất là nhỏ. Và đây là chính của mình thì cái độ phân giải nó sẽ to hơn. Nhưng mà để chia sẻ hướng dẫn cho các bạn thao tác này á, thì mình sẽ tạo hai ạc trên hai cái server mới nha. Một cái server mới. Mình phải nhập cái ID của ạc đó và các bạn phải đăng nhập cái ạc đó vào một lần nha các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ làm cái thao tác đó trước cái đã. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta điều khiển được nhiều chương trình giả lập, để các bạn có thể cài được nhiều ạc nhất có thể mà chúng ta không cần dùng bất kỳ một cái loại auto nào cả. Cực kỳ hiệu quả cho các bạn luôn. Rồi ở đây mình vừa đăng nhập hai cái tài khoản khác nhau vào hai cái chương trình giả lập. Mục đích của mình đó là mình muốn cho cái giả lập nó nhớ là cái ID và cái password của hai cái tài khoản này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thoát ra và mình sẽ chạy cho các bạn xem về cái tính năng đồng bộ trên cái chương trình giả lập này nha. Bây giờ mình sẽ đóng nó đi. Đóng luôn cái thằng này lại. Rồi mình sẽ thực hiện trên cái cửa sổ to này nha các bạn ơi. Các bạn sẽ tìm cho mình một cái biểu tượng đó là hai cái mũi tên này đây. Và nó có chữ là Multi Control. Phím tắt là Control số 9. Kích vào. Nó sẽ ra cái bảng này. Các bạn muốn điều khiển cái cửa sổ to này chung với cửa sổ nào thì các bạn sẽ tích một cái dấu tích vào đó. Ở đây mình sẽ có cái LD Layer 1 nè. Đây. Mình sẽ tích chọn nó nha. Sau đó các bạn bấm bắt đầu. Rồi bây giờ các bạn thao tác bất kỳ thao tác nào trên cái cửa sổ to này thì cái cửa sổ 1 nó cũng sẽ thao tác tương tự như theo. Bây giờ mình sẽ kích mở cái Võ Lâm Truyền Kỳ 1 lên. Thì các bạn thấy ở bên này nó cũng mở Võ Lâm Truyền Kỳ 1 lên. Và các bạn lưu ý nha, các bạn chọn đồng bộ cái LD Layer, cái cửa sổ bự này nè. Thì các bạn phải thao tác trên cái cửa sổ này thì nó sẽ tác dụng lên những cái cửa sổ khác. Còn các bạn thao tác trên cửa sổ này nhỏ này thì nó sẽ không có tác dụng lên cái cửa sổ to này nha. Các bạn lưu ý nha. Bây giờ mình sẽ cho nó chạy game vào, mình sẽ thử thao tác cho các bạn xem. Bây giờ mình đã vào được đến cái màn hình đăng nhập rồi. Bây giờ mình sẽ thử kích vào chữ Zinc ID trên cái cửa sổ bự chà bá này cho các bạn coi là cửa sổ nhỏ nó có tác dụng nha. Kích vô và các bạn thấy cửa sổ nhỏ cũng có tác dụng. Rồi, lúc nãy mình đã đăng nhập sẵn rồi. Bây giờ các bạn chỉ việc bấm vào giang hồ thôi. Chúng ta không cần phải nhập lại. Tại vì nhập lại thì nó sẽ thao tác chung một cửa sổ mà các bạn. Trời ngày nha. Đó là cách để giúp các bạn có thể tiết kiệm được cái thời gian để chúng ta cài được nhiều ạc nhất có thể tùy theo cái cấu hình máy của chúng ta. Thì các bạn có thể làm nhiệm vụ một cách rất là đồng loạt. Đây các bạn thấy là mình di chuyển ở vị trí nào thì bên cửa sổ này nó cũng di chuyển một cách rất là tương tự. Các bạn có thể kéo nè hoặc là dùng bàn phím. Mình sẽ dùng phím để di chuyển nè, các bạn thấy không? Nó cũng dùng phím để di chuyển theo. Đó. Rồi ví dụ mình mở cái hành trang lên, cái túi lên, bên kia nó cũng mở túi lên. Thì điều này có nghĩa là khi các bạn tham gia một cái hoạt động nào đó có lợi tức ở trong game thì các bạn đồng loạt kích một cửa sổ thì cửa sổ kia nó cũng sẽ chạy tương tự. Bây giờ mình sẽ thử ẩn cửa sổ này xuống coi cái tác dụng nha. Mở này lên, mở túi lên. Rồi bây giờ mở lại cửa sổ này xem. Bên này nó cũng mở cái túi lên. Đó, các bạn ẩn xuống, các bạn thao tác một cửa sổ thôi là cửa sổ kia có tác dụng. Như vậy các bạn có thể làm nhiệm vụ một cách cùng lúc 2 ạc, 3 ạc, 4 ạc, thậm chí là N ạc cũng được luôn. Rất là đơn giản và nhanh chóng cho các bạn không? Đó. Các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian rất nhiều và phải nói là đó, các bạn thấy không? Như vậy các bạn cần gì phải sử dụng auto nào, các bạn vẫn có thể chạy được rất nhiều ạc. Chúng ta cài được nhiều ạc và các bạn sẽ có được lợi tức, có vàng, có ngân phiếu hay cái gì đó. Các bạn tham gia trải nghiệm game một cách rất là hiệu quả. Đó là cái gọi là cái tuyệt chiêu trên cái giả lập này mình muốn chia sẻ cho các bạn nha. Rồi nếu các bạn không muốn đồng bộ nữa, chúng ta thấy nè, cái trên cái biểu tượng này là có cái dấu tạm dừng ở đây, bấm stop. Rồi chúng ta thoát đi. Lúc này các bạn thao tác trên một cửa sổ thì cửa sổ ở dưới nó cũng không có ảnh hưởng gì cả. Đây các bạn thấy không? Mình chạy ạc này ạc kia nó vẫn đứng yên. Rồi các bạn muốn đồng bộ trở lại thì chúng ta chỉ việc tìm đến cái icon này hoặc là Ctrl số 9. Rồi chúng ta chọn cái cửa sổ cần đồng bộ, các bạn bấm bắt đầu. Bây giờ các bạn bật tới đâu nó chạy tới đó, mở hành trang nó cũng mở hành trang cho chúng ta. Rất là đơn giản đúng không các bạn ơi? Phải nói là một cái tính năng vô cùng tuyệt vời để giúp cho các bạn có thể chơi được nhiều ạc nha. Thì đó là mình vừa chia sẻ và giới thiệu cho các bạn về cái chương trình giả lập LDPlayer này để các bạn chiến dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile một cách mượt mà. Thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ các bạn rất mượt. Thứ hai là nó sẽ hỗ trợ các bạn thao tác trên nhiều cái chương trình giả lập. Và đây là một cái giả lập mình thấy rất đáng để các bạn sử dụng khi chơi dòng game này. Ngoài cái game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile ra nữa thì các bạn thấy là nó sẽ còn hỗ trợ rất nhiều game. Những thể loại game đối kháng như là Liên Quân hoặc là PUBG. Đó các bạn thấy rồi, những cái thể loại game kiếm hiệp. Nói chung là game nào các bạn cũng chơi được trên cái giả lập này cả. Rồi, như vậy là mình vừa giới thiệu xong cho các bạn về một cái chương trình giả lập LDPlayer. Hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ mang đến cho các bạn những thông tin thật là hữu ích và hấp dẫn nha. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy cho mình xin một like, một cái chia sẻ nha các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.